xin chào mọi người cảm ơn các bạn đã lựa chọn nghe chuyện tâm sự của dâm ấp trong rất nhiều kênh khác trong thời gian tới đây bên mình sẽ đăng tải nhiều chuyện mới hơn trên hai kênh tiệm bánh radio và tâm hồn ăn uống ngoài ra dâm ấp còn một kênh truyện ngôn tình tên là tiệm ngôn tình rất mong mọi người đón nhận nếu yêu quý tụi mình hãy bấm đăng ký các kênh cũng như chia sẻ video này lên facebook để mọi người cùng biết tới nha đó sẽ là động lực để chúng mình tiếp tục làm ra những video hay hơn cho mọi người xem. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chào mọi người, chắc không ai như thằng bạn mình. Anh em đi karaoke gọi tái viện nhưng vẫn không quên chuyên môn của mình. Hôm qua, công ty mình tổ chức một buổi tiệc trước kỳ lễ. Rồi, sau khi đi ăn thì mấy chị em về trước, còn cánh đàn ông tụi mình thì rủ nhau đi karaoke. Đa số toàn là dân độc thân, cho nên giám đốc vui mồm gọi thêm vài em tái viện khuấy động thêm cho anh em đồ Chắc mọi người không lạ gì kiểu karaoke tại viện đúng không? Trong đám anh em độc thân thì có ông anh trước là bác sĩ Nhưng mà sau đấy không hiểu lý do gì lại đổi nghề Ông anh này đã có vợ con đề huề cả rồi nha Cho nên ban đầu rủ đi thì không chịu bảo là Anh phải về với vợ chưa không á do anh vác phóng lợn đến đây mất Nhưng mà anh em một mực không chịu cho về Nể anh em nên anh cũng theo Xếp gọi cho mỗi anh một cô đào Ông anh ấy ngồi xem anh em hát chứ cũng chẳng góp vui. Mình là thành phần hướng nội, tuy có ngà ngà say thì nhưng cũng ngại góp vui với mọi người. Thế là mình ngồi cạnh ông ấy nói chuyện. Em đào đến tiếp rượu anh ấy rất nhiệt tình nha. Ban đầu á anh từ chối, anh ghé tay mình nói với giọng lè nhẹ say. Anh bảo chú nghe, mình là người có gia đình rồi, có vợ con cả rồi, thì ra ngoài phải biết giữ mình, không được để vợ con thất vọng. Chú hiểu ý anh không? Thế thì mình chỉ lân lân thôi, cười với anh rồi gật đầu. Nhưng mà em đào ấy thì vẫn nhiệt tình muốn tiếp rượu anh, cùng những hành động thân mật nữa chứ. Anh ấy dứt khoát đẩy ra liền các bạn. Ngồi ăn lát chán thì mình lấy điện thoại ra bấm. Đang lướt điện thoại thì mình nghe tiếng được tiếng mất giọng anh bên cạnh. Rồi mình cố lắng tai nghe thì hóa ra là ông anh của mình. Đang nhiệt tình giảng kiến thức y học cho em đào phục vụ anh. Trời ơi, mình nghe được như vậy nè. Y học cổ truyền là ngành đông y có nguồn gốc xuất phát từ Trung Hoa và Việt Nam dựa trên nền tảng của âm dương, ngũ hành. Y học cổ truyền Việt Nam đã hình thành từ rất lâu trước khi nền y học phương Tây xuất hiện. Trước anh là bác sĩ đấy, chả biết mang cái tiền là gì đâu. Nghĩ lát, anh nói tiếp. Anh là bác sĩ phẫu thuật, nhưng mà trong một lần bị chấn thương thì anh đứt dây chằng nên không làm được nữa. Sau này thì bị tâm lý, chán nản quá anh mới chuyển nghề. Anh ấy lúc này á như nửa say nửa tỉnh mà chia sẻ mọi người. Mà thiệt nha, nhìn cách anh nói chuyện á, ông anh như đang sống là cái thời trước đây còn làm bác sĩ á. Phải nói anh rất giỏi, kiến thức chắc chắn cực kỳ. Kể cả bây giờ anh làm trái ngành thì anh cũng rất nghiêm túc, trách nhiệm và nhiệt tình trong công việc nha. Thì mới thấy sau vụ chấn thương ấy, thì anh đã bị đả kích tinh thần như thế nào. Đoạn lát sau mình còn thấy anh bắt mạch cho em đạo ấy nửa trời, vừa bắt anh vừa nhắm mắt cảm nhận. Sau đấy anh bảo. Hình như em bị bệnh tim hả? van tim bị suy yếu đúng không? Con bé nó tròn mắt nó nhìn anh rồi gật đầu lia lịa nó bảo Đúng là vậy, em bị suy tim được 3 năm rồi anh Nghe thế anh ấy gật gù Đừng nên làm việc này nữa, không đủ tiền để phẫu thuật đâu Nên chú ý sức khỏe hơn đi em Sau đấy thì những cô đào khác thấy thế cũng lại nhờ anh bắt mạch Ông anh ban nãy còn đi siêu vẹo thì bây giờ anh ấy như biến thành một người khác nha Đầy sự chuyên nghiệp và tâm huyết về y học luôn Lúc ra về anh ấy bảo mình Lâu rồi anh mới được hành nghề mà, hạnh phúc quá trời, tính cá rượu. <laughs> Hôm nay về á anh đoán chắc sẽ ngủ chuồng gà luôn, nhưng mà anh vẫn vui. Các bạn biết không, nhìn nụ cười của anh ấy mà mình cũng vui lây luôn á. Đúng là người bác sĩ có tâm, ác sẽ có tầm ha. Hy vọng sau này anh sẽ được làm đúng nguyện vọng, đam mê của mình nha. Chào mọi người, mình là sinh viên. Tài năng của mình là nấu nướng và mình rất thích nấu ăn nha. Nhưng mà mình học không liên quan đến cái này, theo nguyện vọng của gia đình mà. Thế cho nên mình tìm một công việc bạc tham về nấu nướng. Nói thật á, thì mình cũng có chút kiến thức và kinh nghiệm nấu nướng ở các nhà hàng. Cho nên khi mình xin việc ở một nhà hàng nọ với vị trí phụ bếp thì ngay lập tức mình được nhận vào thử việc luôn. Đây, ngày đầu tiên mình đi làm là thứ hai đầu tuần. Thực sự là mình đã rất háo hức và mong chờ đến mức á, mất ngủ cả đêm luôn. Lâu rồi mình không được nấu nướng thoải mái mà. Mặc dù công việc này là mình giấu bố mẹ đi làm nhưng mà mình rất muốn có thể làm việc lâu dài ngoài kiếm tiền thì còn là đam mê nữa. Rồi, đứng phụ bếp với mình còn có hai bạn thanh niên khác nữa. Bọn mình trạc tuổi nhau cho nên cũng dễ kết thân. Ngày thứ hai thì nhà hàng không có nhiều khách lắm đâu. Dù lúc đó đang trưa nhưng mà chỉ có vài bạn có khách à. Rồi, bọn mình đứng trong bếp chán quá, thế là bậy trò chơi. Nhưng lúc quản lý đang ra ngoài, bọn mình bỏ đắt khói vào chơi nước, rồi đổ thêm ít nước vô nhà. Áp suất vượt quá sức chứa của chai, thế là cái chai bắt đầu phòng to lên rồi nổ tanh bành cả phòng bếp. Tiếng nổ to lắm mọi người, bát đĩa gần đấy cũng bị ảnh hưởng mà vỡ luôn. Mấy vị khách đang ngồi ăn bị giật mình mà ngơ ngác nhìn xung quanh. Mấy thằng mình á thì sau khi chơi ngu liền nhìn nhau xanh mặt. Tụi mình biết sắp tới số rồi. Quản lý nghe tiếng nổ, nhanh chóng đi vô. Câu đầu tiên hỏi, có chuyện gì vậy? Trái nổ ở đâu hả gì? Lúc này á chưa kịp đợi bọn mình lên tiếng thì bếp trưởng mới bảo, mấy thằng trên con nghịch ngu có thưởng kìa, vỡ cái bát đĩa luôn rồi. Quản lý nhìn một lượt rồi hỏi, Mấy đứa làm gì đó Một đứa e dè bảo à, Dạ bọn em đang thực hành thí nghiệm tí mà Vâng Với kinh nghiệm của ông quản lý Nhìn qua đã biết bọn mình vừa nghịch ngu như thế nào rồi Ông ấy lườm bọn mình Rồi chỉ thẳng mặt mình bảo Thằng này mới vào thực tập mà sao phá quá vậy Nghe ông nói Thì mình chẳng biết bao biện thế nào luôn nha Không lẽ giờ thừa nhận mình nghịch ngu thế nào hả trời Mình nó chỉ biết cúi gầm mặt nhận lỗi thôi Xong ông ấy nhìn quanh chỗ bác đĩa vỡ bảo nếu còn lần sau thì mấy anh nghỉ việc đi Còn đống này sẽ trừ vừa tiền lương của mấy anh Mấy anh nên nhớ Các anh đi làm đi làm thuê Không phải ông chủ mà thích làm gì thì làm Đám trẻ các anh bây giờ buồn cười thiệt á Làm mà chẳng nghĩ tới hậu quả gì hết Hôm nay á là vỡ vài cái bát cái đĩa thôi Rồi mấy bữa nữa cháy nổ cả gian bếp Thì sao Ai chịu được hết trách nhiệm đây Lúc này á bọn mình chỉ biết cúi đầu nhận lỗi thôi ấy thế nhưng bọn mình không ngờ được là ông ấy bảo Bây giờ cả mấy đứa đứng thành một hàng, cúi đầu xin lỗi chỗ bát đĩa bị vỡ đi, hô to khẩu hiệu. Xin lỗi đồng chí bát đĩa vì bất cẩn mà làm vỡ các đồng chí, mong các đồng chí tha lỗi cho. Ủa gì vậy trời, ông trước đây chủ hiếu quân đội hay sao vậy? Sao lại bắt bọn mình làm trò vậy? Mặt đứa nào nãy bắt đầu nghệt ra, trốn mắt nhìn, rồi mấy mới hỏi. Thế nào, có làm được không? Hay nghĩ? Rồi, vậy là bọn mình đành đứng chụp lại, khoanh tay xin lỗi chỗ bác đĩa vỡ, chừng đâu 30 phút á, rồi ông quản lý mới tha cho mà đi dọn dẹp. Đó, đó là lần đầu tiên mà mình gây ấn tượng mạnh với các đồng nghiệp mọi người, quản lý như thế đó mọi người. <laughs> mà có vẻ như là không được đẹp trong mắt mọi người cho lắm ha, chán thật sự luôn. Chào mọi người, hôm nay sinh nhật mình mọi người ạ. À. Mình chẳng muốn chia sẻ, nhưng mà thực sự mình buồn quá. Ngày này năm ngoái, mình tỏ tình cờ rớt vừa được cô ấy đồng ý làm bạn gái. Năm ngoái, á mình còn có bạn bè vui vẻ với nhau trong ngày này. Nhưng mà năm nay Tất cả mọi thứ đã sụp đổ rồi Trước ngày sinh nhật vài hôm Mình có đi du lịch hai ngày một đêm Ở Hạ Long với cô ấy Chuyến đi ngắn nhưng mà bọn mình rất là vui vẻ Và hạnh phúc Nhưng mà chỉ mới vài tiếng trước thôi Mình lại tận mắt chứng kiến cô ấy hồn người khác Sáng nay mình nhắn tin hỏi người yêu Tối nay em đi ăn tối cùng anh nha Anh sẽ qua đón lúc 7 giờ Vài phút sau Mình nhận được tin nhắn từ cô ấy Tối nay em bận tăng ca ở công ty mất rồi, hôm khác mình đi anh nha. Mình nghe vậy thì rất hụt hẫng. Hôm nay vừa là sinh nhật mình, vừa là kỷ niệm một năm yêu nhau của hai đứa mình mà. Mình đã rất háo hức và mong chờ ngày hôm nay, muốn cùng cô ấy trải qua những giây phút hạnh phúc, trải qua kỷ niệm đẹp. Nhưng mà dường như cô ấy không nhớ đến ngày này, mà cũng có thể là chả bận tâm đến đâu. Thật sự mình buồn vô cùng luôn, rồi cũng tự an ủi bản thân rằng cô ấy bận thì công việc vẫn là quan trọng hơn. Nhưng mà mình vẫn rất muốn gặp cô ấy ngày hôm nay Mình nhắn lại À vậy thôi em làm việc đi nha Chút nữa tăng ca bảo anh để anh đón Vậy mà cô ấy vẫn tuyệt tình Em về với đồng nghiệp rồi Chị em làm xong á hẹn nhau đi ăn ấy mà Anh không cần chờ đâu yêu anh Mình nhìn tin nhắn mà tuổi thân lắm mọi người Cô ấy sẵn sàng đi với chị em Chứ không để ý hôm nay là ngày gì luôn Mình chỉ nhắn lại Ừ thôi để mai vậy Sau đấy tầm 10 giờ kém mình đi mua bánh kem để ăn sinh nhật một mình. Mình cố tình chọn quán bánh kem á, gần nhà cô ấy với hy vọng sẽ được nhìn thấy người yêu mình về nhà. Quả đúng như mong đợi của mình luôn, cô ấy về thiệt mọi người. Nhưng mà về cùng người khác. Mình mua bánh kem xong thì đứng đợi trước nhà cô ấy một chút. Chừng tầm 10 phút sau thì có một chiếc ô tô đến. Rồi một người đàn ông bước xuống từ trên xe. Sau đấy bước sang mở cửa nơi ghế phụ và người bước xuống chính là người yêu của mình. Lúc này mình chết lặng rồi Vì mình đứng ở góc khuất Cho nên họ đâu thấy mình đâu Họ tự nhiên hôn nhau trước mặt mình Người yêu mình còn cười rất vui vẻ nữa chứ Lòng mình quặn thắt Mình chẳng biết làm gì hết Lúc này mình nên làm gì đây Coi như không biết hay là chạy ra đánh ghen giờ Mình sốc tầm 15 phút sau mới có phản ứng Mình rối đến mức á, Người ta đi rồi Cô ấy vào nhà rồi Mình mình vẫn đứng chung chân chết lặng à. Mình nặng nề lê bước trên đường dài về nhà Đau đớn lắm mọi người Nhưng mà vẫn cố gắng nhắn tin xác nhận với cô ấy Mình hỏi Em đi chơi với chị em đã về chưa? Cô ấy nhanh chóng nhắn lại Bọn em vẫn còn uống vui vẻ lắm Mình rất khó chịu vì biết cô ấy nói dối Mình vẫn bình tĩnh hỏi Vậy chút nữa uống say rồi gọi anh đến đón nha Cô ấy bảo Thôi em không về nhà đâu Em qua nhà chị Hồng ở gần đấy luôn Anh biết chị Hồng mà Chị chơi thân với em á Đến lúc này mà cô ấy vẫn còn nói dối mình hả trời mình mới bảo hôm nay là sinh nhật anh cũng là tròn một năm chúng mình yêu nhau đó lúc này cô ấy mới vội bảo ôi chết em xin lỗi để mai em bù cho cục cưng nha hình như cô ấy vẫn nghĩ mình là người rất dễ dỗ chỉ một hai câu nói là đủ dỗ dành hay sao mình cảm thấy buồn cười và buồn nôn thì buồn cười là mình như trò hề á còn buồn nôn là mình yêu với một con người đáng khinh đến như thế mình chẳng muốn nói thêm gì nữa cô không muốn hùng hổ đánh ghen gì đâu mình nhẹ nhàng bảo Chia tay em nha Nãy anh thấy hết cảnh trước nhà em rồi Ngay lập tức cô ấy gọi cho mình Nhưng mình chẳng bắt máy Mình dặn cô ấy luôn rồi Mình chẳng muốn nghe thêm gì nữa Ngày hôm nay thực sự quá đủ với mình rồi Chào mọi người Hôm qua mình vừa đi trung tâm mua sắm với bạn gái Và mình trải qua một cú sốc tâm lý Đến tận ngày hôm nay Mà không sao nguôi ngoai vết thương lòng này được luôn Để mình kể mọi người nghe nhé chuyện làm qua một cửa hàng trong khu mua sắm có chương trình tri ân khách hàng cho nên mình và bạn gái đi xem thử thì đúng là có đợt khuyến mãi cho nên cái khu ấy nó khá đông người chủ yếu là thanh niên và cũng có vài đứa trẻ con đi cùng bố mẹ lúc này mình đang nắm tay bạn gái nhìn vào trong xem mọi người đang chơi mini game thì đột nhiên có một thằng nhỏ khoảng chừng bốn năm tuổi đang chạy nhảy nô đùa hơi ồn ào nha người yêu mình thì mãi nhìn người ta chơi nên đâu để ý đâu còn mình thì cứ nhăn mặt lại vì lắm lúc nó chạy nhảy mà va phải cả người của mình. Mình thực sự rất khó chịu các bạn. Vài lần mình có lườm nha, ngầm ý cảnh cáo nó, nhưng nó chỉ cười với mình như kiểu thách thức gì đó. Trước mình là một cặp vợ chồng hay người yêu gì đấy. Ông chồng khá đu con, còn bà vợ là kiểu người đầy đặn mặc váy body nữa chứ. Cả hai đều xăm mình. Nói thiệt, mình chỉ quan sát xung quanh thế thôi, chứ không cố tình hay là chú ý nhìn ai đâu nha. Mình không phải là người có cái tính đó, hơn nữa còn người yêu mình bên cạnh nữa làm chi Đột nhiên Thằng bé anh nãy mình nói che ngang trước mặt mình Rồi bỗng chốc cái chị đứng trước mình á, là ối lên Sau đấy quay lại tác mình cái thiệt đau luôn mọi người Mình lúc ấy thì đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra Ngơ ngác nhìn họ Và nhìn người yêu của mình Người yêu mình cũng đang không hiểu chuyện gì luôn Thì bà chị kia la lên Tiên sư cái thằng biến thái này Mày có bộ rồi mà còn làm mấy trò đó hả Lúc này á, thấy gì mọi người tập trung vào trò chơi nha Thì quay sang nhìn chầm chầm vào bọn mình Mình ngơ ngác hỏi ờ, Ủa, trò ch gì ạ, à? em có làm gì chị đâu Chị ấy quát tháo to lên với bộ mặt giận dữ Mày còn chối hả gì, mày thích nói dối không, dám làm mà không dám nhận không Người đàn ông bên cạnh kia lúc này mới nhìn mình bằng ánh mắt không có tí thiện chí nào luôn Hất hàm hỏi Mày làm gì vợ tao Đấy, chị vợ lúc này mới ôm cánh tay chồng bảo Nó xong mong em đấy anh mình nghe mà mình sốc luôn mọi người thề có trời làm chứng nha mình mà chạm đến người chị gái này á, thì mình không làm con người đi chứ đừng nói là mình vỗ mong chị đó người yêu mình lúc này đang ôm cánh tay mình thì mặt tối sầm lại còn hất tay mình ra mình vội vàng thanh minh liền không có em không làm vậy chị ơi chị hiểu nhầm rồi nãy giờ em đứng yên xem mini game chứ không đậm chạm gì ai hết nha mọi người xung quanh xì xào bàn tán có người á, còn lấy máy ra quay nữa chứ dễ vẫn la làng nữa, nữa. Mày đứng sau tao mà mày không vỗ thì ai vỗ Con bồ mày vỗ hả gì Mình vội nói Nãy có thằng nhóc chen vào đây có khi là nó đó Chị ấy vẫn chưa chịu dừng Mày bây giờ còn đổ lỗi cho con nít nữa hả Rồi quay sang nhìn bồ mình Mày yêu được nó cũng giỏi đấy Xinh thì có xinh nhưng đúng là có mắt như mù Lúc này bắt đầu mình bực rồi nha Người yêu mình cũng rất khó chịu khi nghe câu đó Anh chồng kia thì điên tiếc mà nắm lấy cổ áo mình Mình tức quá Giật lại cổ áo rồi bảo Tôi bảo không phải tôi làm là không phải tôi nha Không tin thì xem camera xung quanh thì sẽ rõ Nghe mình nói vậy Thì anh chồng cũng đi tìm quản lý Để đòi xem camera Đến lúc check thì đúng như là mình nói thiệt Hai vợ chồng nháy xấu hổ quá Cho nên cứ cúi mặt đi thôi Rồi lúc quay lại chỗ cũ thì tuyên bố À nãy có sự làm ở đây Em trai này không phải sàm sở vợ tôi Mà là thằng bé khác vô tình Chuyện này là lỗi của tụi tôi Anh bạn kia không có lỗi mong những ai đưa con đi á hãy canh chừng con cẩn thận nha đừng làm phiền người khác nữa còn những ai nãy quay video thì xóa đi giùm tôi đừng để tôi biết ai đó ngầm phát tán video lên mạng với nội dung không đúng sự thật sau đấy thì cả hai vợ chồng xin lỗi bọn mình công khai và đề nghị mua một món đồ nào đấy để mà tạ lỗi mình và người yêu mình thở phào nhẹ nhõm rồi từ chối quà mình bảo chứ dạ thôi anh chị hiểu là tốt rồi quà chúng tôi không nhận đâu không cần thiết mong anh chị lần sau không quá nóng vội Đấy, vì hiểu lầm mặn tí nữa thì mình mang tiếng oan mọi người. Mà dấu sao thì tâm hồn mong manh này của mình đã bị đã kích dữ dội lắm rồi đó. Cần bạn gái của mình không vài chục cái an ủi mới được. À. Thực sự á, mình không biết là có phải do mình nhạy cảm quá mức hay là không nữa. Nhưng mình không vui mọi người ơi. Chuyện á, là mình có một người bạn làm bên mảng content creator của TikTok. Hiểu nôm na thì là sáng tạo nội dung cho những video ngàn tim của TikTok á. Bạn ấy là một người bạn mà mình chơi khá là thân Lắm lúc thì mình cũng hay tâm sự cùng Nói thì thì mình không có hay vợ thiết thoát Cho nên không có biết những gì bạn ấy đang đâu Bạn ấy là một người rất là biết lắng nghe nha Thấu hiểu và đưa ra lời khuyên Cho nên mình tin tưởng mà tâm sự cùng Dạo này bạn ấy kể với mình là đang làm dạng podcast ở tiết thoát Mình nghe thế thôi chứ cũng không quan tâm lắm đâu Tại dạo này cũng đang vướng chuyện gia đình mà Mình áp lực và bế tắc chuyện gia đình của mình và cũng như những lần khác Mình tìm đến bạn ấy để mà tâm sự Lần nào bạn ấy cũng đều đưa ra những lời khuyên hợp lý Cho nên lần này mình cũng kỳ vọng ở bạn ấy rất là nhiều Rồi sau buổi nói chuyện với bạn ấy Tâm trạng của mình đã tốt hơn Và cũng nhận được lời khuyên phù hợp Và thực sự mình càng cảm kích về bạn ấy nhiều hơn nữa chứ Nhưng mình lại tình cờ xem được một video của bạn ấy Đăng lên TikTok dạng podcast Nội dung là một cậu nhóc đang bế tắc chuyện gia đình từ nhân vật đến cốt truyện đều giống y hệt chuyện nhà mình luôn và lời khuyên không khác gì là mấy lời bạn ấy đã dành cho mình lúc này mình có chút khó chịu ở mọi người nhưng mà mình vẫn cố trấn an rằng ôi chuyện này phổ biến mà chẳng phải nhà mình đâu còn lời khuyên thì vì cũng hoàn cảnh cho nên bạn ấy đưa ra lời khuyên giống nhau thôi nhưng mình vẫn rất là tức tối trong lòng bèn mang cái video đó đi hỏi bạn ấy cho nó rõ ràng bạn ấy không chối vòng vo dĩ trơn thừa nhận luôn ừ đúng là tao làm về nhà mày mà Mọi người biết không, mình sốc cực kỳ Mặc dù đã đoán trước được rồi Cái mình không ngờ là bạn ấy nói với thái độ nhẹ tên như vậy Vấn đề nữa là Bạn âm thầm ghi âm giọng nói của mình Khi mình kể với bạn á Điều mà khiến mình khó chịu nhất Mình hỏi chứ Rồi, bạn ấy bảo Ôi dào, mày làm quá Có phải mỗi nhà mày có chuyện ấy đâu Bao nhiêu hoàn cảnh tương tự nhau mày ơi Chẳng qua là mày kể Nên tao lấy nhân vật là nhà mày Mà có ai biết mày là ai đâu mà Ảnh hưởng gì đâu mình nghe vậy thì chói tay cực kỳ Rồi thấy mình bực tức như vậy Bạn ấy vẫn chỉ bảo Kênh tao, tao đắng gì là quyền của tao Mày ý kiến gì Rồi mình cạn lời luôn Sử dụng cả giọng nói của mình khi chưa xin phép Mà còn nói được như vậy nữa đó Sau đấy video đó không được gỡ xuống Mà còn lên xu hướng rất nhanh luôn mọi người Cũng được nhiều người đồng cảm lắm nha có người nhận ra đấy là giọng của mình, mang đến hỏi mình nhưng mình từ chối, bảo không phải. Những lần vô tình lướt trúng video đó hoặc là có ai hỏi về giọng kia như đâm thêm vào trái tim đang rỉ máu của mình vậy đó. Mình thực sự rất tổn thương. Sau này thì mình chẳng tâm sự với bạn ấy nữa. Mà người đó cũng bị dính phốt ăn cắp ý tưởng của người khác. Bị bao nhiêu người vào chửi tới thấp luôn. Còn bị cui ra là lấy chuyện buồn của người khác mà câu view. Hóa ra mình không phải là nạn nhân duy nhất đâu. Nói làm sao giờ ta? À, mình có chút hạ hê đó. Cái này có được gọi là quả báo mọi người. À thực ra mình cũng không đỏ nữa, nhưng mình thật sự rất mong muốn các bạn làm cái gì, làm nghề gì cũng hãy đặt cái tâm và đạo đức vào nha. Quả báo đến không sớm thì muộn thôi à Chào mọi người, hôm nay mình xin lên đây và mạng phép hỏi các chị em là ở Việt Nam mình có cái giải nào dành cho anh trai cưng chiều em gái nhất năm không ạ? Nếu mà có thì mình xin đề cử giải nhất dành cho thằng em họ của mình. Mình có hai đứa em họ, anh trai thì 18 tuổi, còn em gái 13. Xét về nhà ngoại mình thì dì út mẹ của hai đứa nó xinh nhất họ luôn. Dì năm nay cũng u 40 rồi, nhưng nôm vẫn trẻ đẹp, nhìn vào không ai bảo là dì đã có chồng và hai con. Đã thế dì còn lấy chồng cũng đẹp trai, cực phẩm, không thua gì mấy xoái ca bây giờ nữa. Nên hai đứa nó ghen trội cực kỳ, vừa đẹp nè, vừa giỏi, mình nhìn vào nhiều lúc cũng thấy hơi ghen tị luôn á. Mình hay trêu hai đứa nó là lấy hết ghen đẹp của nhà mình, chả thèm chừa cho anh chị miếng nào giới thiệu vậy là ok rồi, giờ chúng ta quay về chủ đề chính nha. Mình thề là từ xưa đến giờ mình chưa gặp ai cưng em gái như thằng em họ của mình. Nó trước đẹp trai, thư sinh nha, nhưng mà là kiểu người trông cứ lạnh lùng ít nói kiểu gì á. Từ bé nó đã không còn thích mấy trò nghịch ngợm của mấy đứa nhỏ cùng tuổi rồi, lúc nào cũng như ông cụ non á. Mình thì hơn nó một tuổi trước đấy cũng học chung trường với nó. Ở trường mình thì nó được biết bao nhiêu là người theo đuổi, nhưng mà toàn tránh mặt phủ người ta không mặt. Ấy thế mà em gái nó trà đời, nó cười nhiều hơn hẳn, quấn quýt con bé cả ngày luôn. Cứ đi học về là chạy vào phòng chơi với em. Nghe gì mình bảo nó trông em khéo lắm, nhiều khi còn khéo hơn cả bố cơ. Hai anh em nó siêu thân với nhau, lúc nào cũng dính nhau như hình với bóng. Nói ra thì hơi giống mấy bộ ngôn tình cẩu huyết, nhưng mà mình thấy thằng em họ của mình là kiểu lạnh lùng với cả thế giới còn ấm áp với mình em gái cưng thôi. Em gái nó xinh cực kỳ, tính hơi trục trè, ít nói, nhưng mà siêu dịu dàng và thương anh nha. Con bé nó nhát đám đông lắm, cứ đi mấy chỗ lạ lạ là toàn nắm chặt tay anh trai không dám buông, trông đáng yêu lắm luôn. Còn anh trai thì khỏi nói rồi, chiều em số 2 không ai số 1, Ngày con bé đi khai giảng lớp 1, nó dắt hẳn con bé vào trường, dỗ dành các thứ, rồi mới chịu qua trường mình. Đưa đón em gái đi học hàng ngày nè, đi đâu về cũng nhớ mua quà cho em. Em nó thích gì muốn gì mà trong khả năng của mình là nó chịu hết. Chú gì nhà mình vì tính chất công việc nên hay đi công tác xa. Con bé thì sức khỏe rất yếu, dễ ốm, cứ thay đổi thời tiết, nghỉ ngơi ăn uống không đầy đủ là xác định ốm sốt luôn. Còn anh trai mỗi lần em gái bệnh một cái thôi ha là cuốn cuồng lên, nào là nấu cháo cho em, cho em uống thuốc rồi có khi còn thức nguyên đêm vì sợ con bé nó sốt cao nữa. Có một lần nó đi tham gia cắm trại với lớp, chú gì mình thì không có nhà, con bé lại ốm nên mình và mẹ sang châm. Má ơi, nó nhắn tin mà muốn nổ máy luôn, hết dặn dò rồi cứ 5 phút nhắn tin hỏi xem con bé đỡ chưa. Nói chung là cưng hơn trứng, hứng hơn hoa luôn á. Ai mà bắt nạt em gái nó à, không chỉ cần làm em nó buồn hay khóc một xíu thôi là xác định với nó. Thằng em mình thì học võ tới con đô, giờ chắc cũng gần đai đen rồi. Thế nên chỉ cần đụng vào một cổng tóc của em gái cưng của nó ha là xác định bay màu liền. Một lần khác con bé bị bạn nam ở lớp cố tình làm rơi cả cái ghế vào chân. Làm chân con bé xương tím luôn. Và vâng, các chị em cũng biết đoạn sau là như nào rồi đấy. Anh trai nó chiến luôn không có nói nhiều. Đó, chiều em thế đấy, sau này lỡ mà có đứa nào muốn tán em gái nó, chắc phải vượt 7749 ải của thằng anh trai mới đến vòng ký giấy gửi xe quá. Có khi nó sẽ ở giá đến già để chăm em gái cũng nên đó. À, mà cho mình hỏi là có bạn nữ hay bạn nam nào có đủ tự tin hay đã từng tán được một đứa con trai cuồng em gái như thế này thì đến thử hốt thằng em họ của mình xem có được không? Nếu mà được á thì bài đăng này mình nổ info ngay và luôn nha. Lời này là của admin duyệt bài, Tôi thấy ai cũng bảo được lên bài là nổ info, mà chưa thấy ai nổ info bao giờ luôn. Thế nên bài này khả năng cũng không có info, nên mấy bà đang nghe bài khỏi ngóng nha. Hôm nay mình xin kể câu chuyện đau thương của mình. Hy vọng mọi người sẽ không thả ha ha và thái sát cho mình, vì đây là câu chuyện cực kỳ buồn ạ. À. Không biết ở nhà mọi người mỗi khi bố mẹ cãi nhau thì sẽ như thế nào. Chứ còn ở nhà mình mỗi khi mà bố mẹ mà có giận dỗi nhau là y như rằng mình và đứa em trai sẽ chịu đòn. Kiểu trâu bò hút nhau rồi trùi mũi chết đó mọi người. Bố mẹ mình lấy nhau đâu đó cũng được gần 20 năm rồi. Nhiều lúc yêu nhau thì hai đứa bọn mình ăn ngập cơm chó. Còn hôm nào chỉ có mâu thuẫn xíu xíu thôi là chiến tranh lạnh luôn. Tuần trước bố mình xin mẹ mua cái máy iPad để đọc báo, nhưng mà mẹ mình không đồng ý. Mẹ nói là mua về phí tiền, nhà có máy tính rồi nên không cần mua thêm. Thế là hai người cãi nhau, người thì muốn mua, người thì không cho. Kết quả là tối hôm đó bố mẹ mình dỗi nhau, mẹ thì ngủ ở trong phòng, còn bố mình thì phải ngủ ở bên ngoài phòng khách. Đầu tuần này thì tình hình chiến sự giữa bố mình và mẹ mình trở nên căng thẳng hơn nhiều. Vì bố mình thích ăn thịt kho tàu với trứng, còn mẹ mình thì thích ăn thịt kho tàu kho với củ cải ngọt thế là hai người lại cãi nhau kết quả của cuộc chiến là trưa hôm đó nhà mình có hai nồi thịt kho một nồi là do bố mình nấu còn một nồi là do mẹ mình nấu mình và đứa em ở giữa buộc phải ăn hết cả hai nồi để chấm điểm xem nấu theo phong cách nào ngon hơn áp lực vô cùng mọi người ơi khen bố thì mẹ không cho tiền ăn quà khen mẹ thì bố không cho tiền mua shopee nên mình đành phải khen cả hai nhưng mà bố mẹ mình không chấp nhận kết quả hòa đó nên lại nấu hai nồi canh giống nhau nhưng khác nhau phong cách nấu kết quả bữa trưa hôm đó mình ăn no căng cả bụng còn bố mình thì thua toàn tập ừ, xin lỗi bố nếu có nghe được nha bố cũng nói rất là ngon nhưng mà trong trường hợp này con buộc phải theo mẹ nếu không mẹ không cho con tiền ăn quà đó chỉ là một trong những lần bố mẹ mình dỗi nhau mình bị ảnh hưởng thôi còn nhiều lần khác lắm nha để mình nhớ coi đúng rồi có một lần lần đó là đầu tháng vì mẹ mình chơi thân với cả kế toán bên công ty bố nên là có lương là cô kế toán chuyển thẳng sang số tài khoản của bố mình sau đó mẹ mình chia cho bố bao nhiêu thì tùy mẹ lần đó bố mẹ mình cãi nhau vì lý do gì á mình không nhớ rõ thế là sáng hôm đó mẹ mình không nấu ăn sáng cho bố mình ăn nhà thì hết mì tôm nên bố mình phải xin ăn ké bánh mì của mình xong rồi tối hôm đó bố mình lại mua hoa tặng mẹ để làm lành kết quả là mẹ mình tha lỗi cho bố rồi hai người hí ha hí hững dắt nhau đi hẹn hò ăn uống nhà hàng sang chảnh bỏ lại mình ở nhà ăn bánh mì uống nước cầm hơi ơi thôi kể ra còn nhiều lắm nên mình xin phép không kể thêm nữa nói gì thì nói bố mẹ mình vẫn yêu nhau nhiều lắm mọi người ạ à. trừ lúc cãi nhau ra thì lúc nào mình cũng thấy hai người họ đáng yêu hết còn bố mẹ của các bạn như thế nào chia sẻ cho mình biết với cho em hỏi ở đây có ai giống em là một hữu nữ ngay từ khi mới lọt lòng không ạ? Từ nhỏ mặc dù em lúc nào cũng váy vóc kẹp tóc thắt nơ, nhưng em lại không thích xem phim hoạt hình có hoàng tử và công chúa. Em chỉ thích xem siêu nhân và liên tục gán ghép các anh siêu nhân với nhau. Lớn lên một chút, em ngày càng tò mò không biết hai người con trai yêu nhau sẽ như thế nào. Em nhịn ăn sáng để dành tiền mua truyện đam mỹ, Thậm chí em còn lén xem phim đam mỹ nữa. Vì mẹ em rất khó tính và nghiêm khắc, nên em vô cùng sợ mẹ phát hiện. Xui xẻo thế nào mà lúc đang lén xem phim, thì thằng em họ bất ngờ chạy vào phòng em, khiến em không kịp trở tay. Nó thấy hết rồi chạy vội ra ngoài mách mẹ em. Bác ơi, con thấy chị An á, xem hai thằng con trai hôn nhau. Em ngồi bất động, mặt trắng bệt vì trung sợ luôn nhưng may mắn thế nào mẹ chỉ nhìn em một cái rồi không nói gì mà lẳng lặng rời đi đến tối em nghe mẹ tâm sự với anh trai mẹ định mắng khi thấy em con xem mấy cái thứ hư hỏng nhưng em con đang tuổi nổi loạn mẹ cũng không muốn dạy con bằng đoàn rồi con lựa lời khuyên em giúp mẹ đi chuyện giới tính này với thế hệ của bọn con là bình thường mẹ ơi mẹ là người mẹ tiến bộ mẹ hiểu và thông cảm mẹ nha dù có chuyện gì mẹ vẫn yêu con cái nhất mà đúng không ạ à? Nghe anh trai bên vực Em thấy ấm áp lắm Cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc Nào ngờ thằng em họ của em Đem chuyện em xem phim đam mỹ đi kể khắp nơi Đến hôm dỗ ngoại Cả họ tập trung Và nhiều người bắt đầu chỉ trích em đủ kiểu Người thì nói em dị hợm Người thì bảo em toàn xem mấy thứ linh tinh Nên học hành không trai gì Em thấy lúc đó ba mẹ khó xử vô cùng Ba mẹ chống chế là thôi cô bác cứ kệ bọn nhỏ thì nói lại nói ba mẹ em không biết dạy em nên em mới vậy đang căng thẳng thì anh trai của em đem cả mic và loa đi ra em còn nghĩ là anh ấy định chủ mọi người karaoke ok để xóa tan đi bầu không khí ngột ngạt này nào ngờ anh lại mở loa một tay cầm mic một tay nắm chặt lấy tay anh bạn thân của anh rồi tuyên bố hôm nay con xin tuyên bố một chuyện trọng đại con thuộc cộng đồng lgbt và cậu bạn thân này là người yêu của con đồng tính không có gì là xấu con hy vọng mọi người và đặc biệt là ba mẹ sẽ chấp nhận bọn con mọi người nghe xong thì sốc toàn tập luôn em nhìn sang mẹ thì thấy mẹ đang ôm tim ba thì há hốc mồm em thì lẩm bẩm anh hai ơi là anh hai sao mà anh khôn dữ vậy hết chuyện ngày đám dỗ bao nhiêu là họ hàng lại đi công bố chuyện này tối hôm đó em thấy ba mẹ nói chuyện với nhau rất lâu mẹ có vẻ khá suy sụp Em nghe loáng thoáng là mẹ than thở Anh ơi Ai cũng khen nhà mình có phước Xin được đủ trai đủ gái Lúc đầu em thấy vui với lời khen đó lắm Nhưng giờ nghĩ lại mới thấy Xin trai cũng được Gái cũng được Miễn trai ra trai gái ra gái là được Còn như con mình Giới trẻ bây giờ chúng nó làm sao vậy anh Hay là tại em làm nên chuyện gì vô phúc Sau khi nói chuyện với nhau xong thì ba mẹ mời em, anh trai và bạn trai của anh ấy vào phòng. Em cứ nghĩ kỳ này tiêu rồi. Nào ngờ ba lại nhẹ nhàng nói với anh trai em. Các con lớn rồi, các con có suy nghĩ và tình cảm riêng. Ba không thể can thiệp được, nhưng mà con phải chắc chắn với lựa chọn của mình. Rồi ba quay sang em, còn con nữa. Ba mẹ không có cấm con xem phim hay đọc truyện, nhưng với điều kiện là vẫn phải chỉ chăm vào việc học thôi ba còn nói với mẹ thôi con của mình có thế nào thì mình cũng nên thương và hiểu cho bọn nó còn cái vui vẻ hạnh phúc thì ba mẹ cũng vui theo mẹ cũng gật nhẹ đầu em đơ luôn vì ba mẹ em rất nghiêm túc em cứ nghĩ là ba mẹ không kỳ thị cũng không thích lgbt nhưng ba mẹ lại nói ra những lời đầy thông cảm thế này và chấp nhận bọn em em và anh trai đều vô cùng vui sướng em hy vọng mọi ba mẹ trên thế gian này đều hiểu và thông cảm con cái như ba mẹ của em. Xin chào, vì em vẫn còn đi học nên xưng là em cho dễ ạ. À. Hôm nay em muốn chia sẻ cho mọi người về câu chuyện ba bố con em đã như thế nào trong những ngày mẹ không ở nhà. Nhà em có bốn người bố, mẹ, em và một thằng em kế mẹ một tuổi. Gia đình em cũng gọi là có điều kiện do đó mà bố em chỉ tập trung vào công việc mọi công việc trong gia đình đều là mẹ em và thêm một cô phụ việc mẹ thuê làm bố em đi làm hai anh em đi học nên giữa ba bố con cũng có khoảng cách xa lạ ít chia sẻ em cũng có phần sợ bố nghiêm nghị nữa bố và hai anh em chỉ có đi làm và đi học cũng lười nên chả bao giờ đụng vào việc nhà hết vào ngày nọ cô phụ việc nhà em xin nghỉ phép để về quê thăm gia đình Xong tự dưng mẹ cũng nói với bố là mẹ sẽ đi du lịch với bạn mẹ ở bên Nhật hai tuần mới về. Mọi chuyện diễn ra cực kỳ nhanh. Đầu ba bố con còn chưa kịp hiểu cái gì vậy là từ giờ ba bố con phải tự nấu tự ăn tự dọn dẹp. Hôm mấy trước lúc mẹ đi, mẹ dặn dò đủ thứ chuyện vì mẹ biết là ba bố con đều lười chẳng biết động tay động chân vào việc nhà. Mẹ em còn bảo, để ba thằng đàn ông lười như này ở đây hai tuần chắc về thành cái ổ lợn mất bố em nói đủ thứ rằng ba bố con sẽ không để cái nhà này như thế đâu bố em lai mẹ ra sân bay rồi ông trở về nhà với ba hộp cơm sườn trên tay chắc vì đói mà hộp cơm nó ngon đến kỳ lạ mọi người ạ à. rồi cả một tuần sau ngày mẹ đi Bố con em chỉ có ăn mì tôm với đồ ăn bên ngoài thôi. Sáng ăn mì tôm, do bố em biết mỗi hàng cơm sườn ngon, nên trong năm ngày đầu cả trưa lẫn tối đều ăn cơm sườn. Bọn em ngán tới mức đi ngủ mà em trai em nó còn nói sẵn, sườn ơi đừng bắt cháu. Nỗi ám ảnh cơm sườn ấy cuối cùng cũng dừng lại, vì chính bố em cũng cảm thấy ngán. Nhưng nhờ đó mà em cảm thấy bố và chúng em đã gần gũi thân thiết với nhau hơn. Bố đưa chúng em đi ăn, đi chơi, đi ném bowling, đi chơi bia phải nói là cực kỳ vui. Em không nghĩ là người bố nghiêm nghị của em lại gần gũi và hợp cả với chúng em như vậy. Bố còn dẫn bọn em đi câu cá, rồi mua cái bể bé bé để đựng mấy con cá dưới sông mà ba bố con câu được làm kỷ niệm. Nhà em cứ ăn uống như vậy, nhà thì bày bừa ra. Đến lúc còn một ngày nữa là mẹ về, sáng hôm ấy là chủ nhật, nên bố được nghỉ. Tối mẹ mới về, Buổi trưa hôm ấy bố em tuyên bố Hôm nay là hôm cuối rồi phải tự lăn vào bếp mà nấu thôi con Bình thường bố là người gã chúng em đi ăn, đi chơi Mà bây giờ lại nói những câu này Vì ba bố con có biết nấu cơm đâu Món hôm ấy là ba bố con nấu là canh trao Sườn xào chua ngọt và trứng tráng Ba món phân chia mỗi người một món Bằng cách dịu kỳ này Mò mãi cuối cùng cũng được ăn Cơm sườn bố em nấu ăn Đúng mặn chát luôn canh em nấu cũng mặn nhưng không mặn bằng sườn xào chua ngọt của bố còn trứng mà thằng em em tráng thì nó khét lẹt mọi người à không hiểu nó làm ăn kiểu gì mà đen xì cái mặt dưới luôn bữa cơm ấy đúng thảm họa nhưng mà vui bố con em vừa ăn vừa cười vui lắm gần tối thì bố ra sân bay đón mẹ bố giao nhiệm vụ cho hai anh em ở nhà dọn nhà thiệt là sạch đẹp đến lúc đó em với thằng em em mới tỉnh ngộ ra là cái nhà giống như cái ổ lợn ấy kinh khủng vô cùng từ trên nhà xuống phòng khách chỗ nào cũng có rác hết sau khi dốc sức dọn dẹp rửa một đống thành tích nấu ăn mà ba bố con để lại thì cũng ổn rồi cuối cùng mẹ cũng về cái nhà trong mắt bọn em và bố thì sạch bông sáng bóng nhưng khổ cái mẹ nhìn không có ra vậy mẹ em kêu ca cả buổi tối mẹ còn mắng bố vì tốn tiền mua cái bể để được mấy con cá Chắc là mẹ chưa biết đó là thành tích của ba bố con. Cũng nhờ mẹ và cô phụ việc đi vắng mà bố con em mới có ngày gần gũi như vậy. Em cảm thấy giống như em có thêm một người bạn thân là bố vậy. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người hãy dành thời gian cho gia đình và bố mẹ nha.